Chào mừng quý vị và các bạn trở lại chương trình chém gió video chiến sự hay còn gọi là uống bia hơi luận bản chiến sự Ngày thứ 862 cuộc chiến Nga-Ukraine Chúc quý vị có những giây phút gọi là vui vẻ, hư giãn <laughs> bên những video chiến sự Và hãy bình luận chiến sự để gọi là tìm kiếm hòa bình nào quý vị Hôm qua thì chúng ta đã kết thúc bằng một vụ tấn công tên lửa Iskander của phía nga à, liên tiếp vào sân bay Poltava, đúng không ạ? Hôm nay chúng ta đã có cái video thứ hai, nó đã lộ diện và nó không phải là chính sân bay Mirogrod của Poltava mà nó nằm ở phía đông nam à, và lần này thì mục tiêu của nga là những chiếc máy bay trực thăng và chúng ta cũng biết rằng là sân bay ở Poltava nó là một cái sân bay phụ trách cái tuyến phòng thủ miền đông bắc, Đấy, cho nên là gần đây thì nghỉ Ukraine đã bắt đầu tấn công bằng bom bom lượng của Pháp và Mỹ rồi, cho nên là phía Nga đang tìm cách để săn những cái uh, máy bay như vậy. Chúng ta nhìn vụ tấn công này của Nga trong uh, lần thứ hai này, máy bay trực thăng Mi-24. Vâng, có những chiếc máy bay MiG ở đằng phía xa xa nhưng phía Nga đã sử dụng đạn chùm để tấn công vào khu vực có vài chiếc máy bay trực thăng cộng với lại khá nhiều những cái phương tiện có thể là hệ thống phòng không rồi là những cái phương tiện tiếp nhiên liệu hay là cái gì đó. Đại khái là khá nhiều phương tiện mặt đất đây này, đấy, căn cứ không quân đấy. Còn máy bay trực thăng Mi-8 kìa. Và như vậy là xem lại một chút cho nó một trực thăng Mi-24 Đây là những máy bay tiếp theo này. Vụ tấn công của nga vào bằng cái gì đây? Rất nhiều những cái trang thiết bị vũ khí ở xung quanh. Nghe tin đồn thì ít nhất là có vài trực thăng bị dính đạn, còn không biết là tổn thất thì như thế nào. Chiều ngày hôm nay thì phía nga cũng tổ chức một đợt tấn công đường không khá ác liệt. Khi mà tập kích, không biết là UAV, tên lửa vào vùng Kirogrod, Mykograev, Zaporizhia, Odessa. Nhưng mà trọng tâm của Nga là 10 vụ nổ phát ra ở vùng Deponecho. Trong đó có tên lửa và UAV, vụ nổ rất lớn. À, trong đó thì thông tin ban đầu được biết là một cái nhà máy sản xuất quốc phòng lớn của Ukraine đã bị tấn công. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy ngọn lửa từ rất xa bốc lên từ 3 vụ nổ liền của người uh, lái xe hoặc là hành khách ở trên xe, đúng không ạ? khi mà nhìn thấy uh, vụ nổ thì anh ấy đã quẹo ngang lái sang bẻ sang hướng trái, không đi di chuyển về hướng vụ nổ nữa. đây cũng là xung quanh những vụ nổ như vậy, à vâng chính là cái vừa rồi rồi. đây từ uh, những góc nhìn khác hoặc là các vụ nổ khác liên quan tới cũng vẫn nhà máy đó, 10 vụ nổ uh, được ghi nhận lại rất lớn, sau đó thì rất nhiều những vụ nổ thứ cấp nó diễn ra. À, như vậy đấy, chúng ta có thể nhìn này. Thì cho thấy là cái nhà máy này có khả năng sản xuất những thứ liên quan tới đạn dược đúng không ạ? Ở vùng đấy thì rất nhiều những nhà máy sản xuất đạn đạn phòng không vân vân là khu vực đấy khá nhiều. Rất nhiều hóa chất. UAV của Nga đang bay về hướng miền Tây. Trong chiều ngày hôm nay thì Ukraine cũng không phải dạng vừa. Họ đã tổ chức một đợt tập kích trên biển bằng các USV cảm tử. Hình ảnh này là hình ảnh uh, hệ thống uh, gọi là bảo vệ bờ biển của phía nga bằng các loại đạn chạy bằng uh, cơm đã bắn hạ hai chiếc USV. Và nghe trên mạng thì tôi thấy rằng là Ukraine đang tổ chức một đợt tấn công gì đó trên quy mô siêu to khổng lồ. Chiến dịch gì đấy mà như là chiến dịch gọi là còn hơn cả chiến dịch uh, Bara, uh, Bavara Bosa uh, của Liên Xô. Nhưng đến bây giờ thì vẫn chưa thấy gì, uh, vẫn chưa thấy gì đáng kể đến cách đây khoảng 30 phút tôi kiểm tra. Thực ra thì Nga, Ukraine có thể đánh được cái gì bây giờ nhỉ? Tôi nghĩ rằng cùng lắm thì họ cũng chỉ sử dụng UAV, tên lửa, uh, USV đúng không ạ? để tập kích thôi chứ còn quân trên bộ thì làm gì còn cửa gì nữa mà chiến dịch như giết nghe nó khủng khiếp rồi. Vâng, đạn bắn tá lả luôn. Nhìn chung là con USV này ban đêm thì nó nguy hiểm lắm đấy quý vị ạ. Vì rất là khó bắn. Ban ngày thì bắn phát thì có thể chết ngay chứ còn ban đêm này thì cực kỳ là khó. Đó, một hình ảnh rất đẹp mắt chúng ta sẽ đến quay trở lại vụ nổ không biết là có phải là vụ vẫn là cái góc quay cũ rồi đây mới là những góc quay mới này nhưng mà cũng ở trên không thôi khi mà hình ảnh của UAV bay này đây cũng là chắc UAV bay đấy nó cứ bay lừ đừ ở trên không cả bây giờ UAV của nga nó bay ở trần bay khá cao hơn 1 km cho nên là các loại súng máy không với tới rồi vâng đó là cơ bản những hoạt động chiến thuật của phía nga và ukraine một cái video cuối cùng của một người dân quay được ở khu vực nhà máy khi mà một tên lửa của nga phát nổ hoặc là làm sao đó trên bầu trời nó đã tạo ra một cái gọi là, 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 là một cái mảnh văng đúng không ạ vào khu vực phía gọi là đường của những người đi bộ và rất khó hiểu nó là cái gì Hình ảnh những người Belarus gần đây tung ra rất nhiều thông tin về việc kiểu như sẵn sàng đánh nhau tới bến với lại Ukraine. Đây là một hình ảnh của những lực lượng đặc nhiệm của Belarus ở sát biên giới. Và tình hình Eurorisk của quý vị thế nào vậy ạ? hình như là đội Anh đã vào vòng tiếp theo đúng không ạ? Vì chỉ nghe phong phanh như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta lại quay trở lại với những video chiến sự đi. Rất nhiều video quý vị ạ. Một đài quan sát của Ukraine ở khu vực Kharkov bị ăn bom của Nga. Đấy, đài quan sát ở trên đỉnh quý vị. Đấy, quả bom thả rất chính xác Chúng luôn một cái đài quan sát nhỏ nhỏ so với cái tòa nhà phía trên, đúng không ạ? Tèo rồi, hóa vàng rồi. Pháo kích của Nga à, tấn công vào trận địa ở hướng Kupyat. Nhiều video có khi là phải tăng tốc, nhưng mà rất tiếc là à, đường truyền hành như thế nào đó mà chúng ta thấy rằng là rất khó để xem nhanh được. Một xe tăng ở hướng Torex. Ngày hôm nay thì Nga có bước tiến đột phá ở Torex, hai bước tiến quý vị ạ, đều bước tiến buổi sáng thì siêu đột phá, còn buổi chiều thì cũng khá khá. Vâng, những những người lính lái xe tăng đã rời bỏ xe tăng rồi và liệu Nga có tấn công vào chiếc xe tăng hay không? Hay là đi săn những người lính những người lính mô tô mô tô bay của phía nga đang tấn công vào Stanomizer. ở khu vực này thì ngày hôm nay nga cũng có một bước phá đột phá rất quan trọng đánh chiếm được các cao điểm của ukraine và thôi bỏ qua vậy người ta đã không cho xem đúng không ạ pháo kích của nga hủy diệt trận địa ở vùng khắc cốp bom fab thiêu cháy trận địa đóng quân của ukraine ở hướng cũng là khu vực Staromajor lên phía trên phía bắc nechuke hima của ukraine tấn công và phá hủy hệ thống radar Nebo của phía Nga. Và năm này thì quá lộ liễu rồi. Cái con Hima đấy thì nó là cú nhòm giường bệnh. Như thế này thì cơ bản nếu mà UAV trinh sát phát hiện ra thì chắc chắn là không đỡ được. Đúng không ạ? Sao mà ra đây trinh sát mà ông đi ông đi ông, đi, ông phơi mình ở giữa đồng không mông quạnh như này. <laughs> Diễu binh uh, mừng uh, ngày quốc khánh lần thứ 80 của Belarus. Trong đó có đầu đạn hạt nhân Iskander màu vàng vàng quý vị có thể nhìn thấy. Belarus nói rằng là sẽ không ngần ngại để sử dụng vũ khí hạt nhân nếu như uh, mà bị gây hấn. Chúng ta nhìn thấy cả UAV Geran Vốn xuất thân từ Iran, thế nhưng mà bây giờ thì Beirut nói rằng họ đã sản xuất được cái UAV Iran rồi. Rất kinh khủng. Chúng ta cũng biết là Beirut thì họ cũng có hợp tác quân sự với Iran với lại Trung Quốc đấy. Một hệ thống phòng không Tunguska, một hệ thống phòng không tầm thấp. Rất là phổ biến ở Nga, nhưng ở Ukraine thì rất là hiếm. Mà không hiểu tại sao thì lại có một chiếc ở đây và cũng nằm giữa cánh đồng. Nhìn chung là video ấy thì người ta cũng sẽ bỏ những video đánh vào cái tọa độ giả quý vị ạ. Bởi vì những cái mục tiêu giả ấy thì trước khi đánh thì còn có thể là khó. Nhưng mà sau khi đánh xong thì nó dễ phát hiện. Lắm. Nó nhìn nó biết ngay. Đấy, có người ngợm này, còn có thể nó bốc cháy bốc trước nữa cho nên là người ta sẽ loại hết những video đấy là người ta không có ghi nhiều vào. và nổ rồi và vụ uh, tấn công vào Torez chúng ta vừa xem đúng không ạ xe tăng của nga ở uh, của Canada đã bị nga bắn ở Torez điều đấy cho thấy rằng là quân của họ có nhiều xe tăng ở đấy đấy chứ không phải đơn giản Vâng, đây là vùng Cha Sốp Gia. Hôm nay Nga đã tuyên bố là giải quyết toàn bộ trọn gói bên bờ sông. Một cái bước uh, và bước ngoặt của một uh, cuộc chiến, đúng không ạ, ở vùng Cha Sốp Gia. Với việc đánh chiếm được toàn bộ căn cứ điểm bên uh, phía đông của bờ sông, thì phía Nga có thể nói là đây là bờ kênh như này. Đấy. Gọi là sông nhưng thực ra nó là kênh thôi. Phía Nga sẽ có những cái bàn đạp rất quan trọng để mà làm được các việc tiếp theo, ừ, đặc biệt là đây nó có những cái điểm cao điểm uh, sẽ giúp họ có được cái tầm nhìn kiểm soát hỏa lực vân vân tầm nhìn rất tốt sang bên kia bờ sông. Một uh, gọi là bước tiến rất quan trọng của phía nga. Và đây là UAV mà bắt uh, UAV bằng bắn lưới, quý vị. Ạ. Tôi lại cứ tưởng rằng là họ tung ra lưới như lưới bắt cá nhưng mà không phải nó giống kiểu như là người nhện đấy nó búng ra một cái chùm lưới thôi nhưng mà sẽ khiến cho con uav kia cánh nó bị mắc và nó rơi rất hay đấy hay không quá là mỹ mãn một cái giải pháp khá thú vị nhưng mà nó cũng không phải là giải pháp tổng thể toàn diện đúng không ạ và một chiếc Bradley trông rất đẹp hình ảnh nhìn quen quen ở đâu đấy rồi nhưng không sao quý vị ạ. hôm qua và Novoseloka, đúng không ạ thành sắp đang bị phía nga bao vây đi cạnh một chiếc xe tăng cũng nằm yên rồi chắc là video này nét quá cho nên người ta đã đăng lại khá nhiều hình ảnh rất nét đúng không ạ và và đây là khu vực phía nam Volchan FAB của nga đã oanh kích rất ác liệt ở hướng Nam Vô Trang, khắc cốp. Và như quý vị đã biết trong các chương trình bình luận diễn biến của chúng tôi, thì uh, dường như phía Ukraine sau khi tụ tập một lực lượng đông đảo ở hướng Vô Trang thì cũng đã không tạo được những cái thay đổi đáng kể. Uh, và chúng tôi cũng chưa biết là họ tấn công lớn chưa. Thế nhưng mà rõ ràng những diễn biến trong 24 giờ qua thì có vẻ như phía Nga lại đang áp đảo, chứ không phải là Ukraine khi họ liên tiếp uh, uy hiếp vào một cái làng mới ở khu vực trung tâm, đúng không ạ? đẩy lui Ukraine các đợt phản công ở hướng Volchansk đồng thời là uh, ở khu vực phía tây thì cũng đẩy lui Ukraine khỏi khu vực trung tâm Hiboke hình ảnh quý vị vừa xem là một uh, chiếc UAV của Ukraine đã xóa sổ một khẩu pháo của nga. Pháo kích của Nga tấn công vào trận địa của Ukraine ở gần Kharkov. Khẩu pháo tự hành PZH-2000 và, và đang cố gắng thoát khỏi siêu pháo Manka của phía Nga, vừa được trình làng cách đây 2-3 tuần. Nhưng rõ ràng, thoát khỏi siêu pháo của Nga là một điều rất khó. À không phải, đây không phải là khẩu pháo pháo cái kia là cái gì ca cơ. Còn đây là khẩu man ca là khẩu pháo tự hành của phía Nga. Còn cái khẩu tự hành kia là kiểu bánh lốp mà nó là cái gì đấy tôi quên mất tên quý vị ạ. Mới trình làng. Khẩu man ca này thì đã có từ khá lâu rồi. Vâng, liệu có phải là một video chúng ta đã xem rồi hay không? Khi một quả bom ODAP 1500 ném ở khu vực Khe Son. Và dù sao cũng rất đẹp. Hoàng hôn, chiều tà, dòng sông bạc. Đúng không ạ? Sao em nỡ nòng lào. À, hình ảnh một nhà kho vũ khí của Ukraine ở sát chiến tuyến bị pháo kích của Nga tấn công và bốc cháy cũng là những đòn tấn công chính xác của nga không biết bằng cái gì dẫn tới vụ nổ của các nhà kho đạn trong đó có kho đạn của các xe bọc thép của ukraine ở hướng Uzhozai-e. làng này chắc là sắp rơi vào tay nga rồi hỏa lực tập trung quá kinh dị đúng không ạ hôm nay thì đã có dấu hiệu của những người lính ukraine đã rút về hướng phía bắc như vậy rất có khả năng họ sẽ từ bỏ các vị trí ở khu vực trung tâm Tuy là chưa chắc là Nga đã chiếm toàn bộ được. Nhưng mà có khả năng thì cũng sắp rồi. Bốn quả bom FAB. Tôi không biết là trọng lượng là bao nhiêu. Nhưng mà bay rất đẹp. Và cứ cái đà này và Nga cứ bơm vũ khí ác liệt ra chiến trường như thế này. Đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là thực sự à, là một cuộc chiến không cân sức về về, về hỏa lực của hai bên và một cứ điểm đóng quân của Ukraine bị phía Nga phát hiện lực lượng trinh sát của lữ đoàn trung đoàn trinh sát số 392 đang thả bom UAV vào hướng Zaporizhia vladimir putin bước từ máy bay tổng thống nga xuống sân bay ở astana dự thượng đỉnh sco tổ chức hiệp ước thượng hải an ninh thượng hải diễn ra ở kazakhstan lần này thì ông sẽ gặp tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và rất nhiều quốc gia trong cộng đồng các quốc gia độc lập có vẻ như là Putin đã hồi sức sau chuyến đi có thể nói là chạy đua. Gọi là cái gì? Mình gọi là chạy xô ở Việt Nam. Khi mà ông đã đến một quốc gia quá nóng và có một chuyến đi chạy xô gọi là khiến cho cộng đồng thế giới lác mắt đúng không ạ? Giáng đi rất là phăm phăm. Hình ảnh đang diễn ra ở hướng Sivek vâng đây là vụ uh, phía nga sau khi đánh chiếm làng rasdorivka thì tiếp tục tiến lên hướng phía đông bắc để giải quyết các cụm uh, gọi là mình gọi là cụm đề kháng của ukraine làng Starirista đã lâu lắm rồi chúng ta mới thấy bom ở vùng khắc cốp rơi ở cái làng này đây là nơi mà phía Ukraine đã đánh lên để chiếm được một đoạn ở trước cửa làng nhưng sau đó thì họ đã bồng im và không mở rộng được thêm 7 ngày trôi qua rồi một chiếc xe tăng Abram ở hướng Adipka cũng đã là nạn nhân xấu số của lực lượng pháo binh nga ngày hôm nay. Kiếp khẩu pháo gì mà trông hoành tráng thế này, trông ngăn hoạt động thì không khác gì là là cái uh, gọi là vâng như kiểu giơ dưới tầng hầm của mấy ông làm hacker ấy nhỉ? Kinh chưa? Ông giấu mình ở đâu đấy kinh thế? Khẩu pháo đại pháo quý vị trông hoành tráng vậy. Úi rồi. Không nhận pháo nga nhìn dã man thật. Thế mà bắn trúng được chiếc xe tăng Abram mà lại phá hủy được. Thế mới tải. Rồi xong em rồi. Bây giờ xe tăng Abram mà bị phá hủy bởi những khẩu pháo đồng nát không còn là một chuyện gì nó quá là nó ghê gớm nữa. Đúng không ạ? Mà thậm chí là UAV sắt vụn nó cũng có thể cân được luôn. Và một khẩu pháo tự hành nó đùa pháo của nga nó nhiều quá quý vị mình cũng không hiểu nó cái gì đây là nó rất giống như là khẩu coalition nhưng mà khẩu đấy là mới sản xuất mà sao mà đã có nhiều như thế này được chắc chắn là quý vị nhìn nhiều cái khẩu pháo thì đọc vị ra ngay nhưng mà đúng thật là chúng tôi cũng chỉ nhìn thấy nó giống giống nhau thôi giống như mình nhìn mấy ông triều tiên ấy, ông nào cũng mắt híp đúng không ạ mắt một mí hết trận đấu đang diễn ra ở vùng spine à, cửa ngõ spine sau khi phía nga tuyên bố giải phóng rất nhiều các cái vụ phải giải quyết các cái cứ điểm chỗ đấy nó đời lối chập trùng vị ạ. chỗ nào cũng thấy bom đạn ở chỗ nào cũng thấy hầm hố còn đây là trận địa đang diễn ra ở hướng uh, uh, hướng, hướng 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 kupian lima có thể là một uh, tổng hợp của một loạt các cái video nào đó À vâng, không phải tổng hợp rồi. Nhà máy vẫn đang bốc cháy. UAV đang tìm các nạn nhân ở hướng Kupia. Đã rất lâu chúng ta mới nhìn thấy UAV được quay video ở hướng này. Một chiếc xe đang vận chuyển gì đó rồi. vâng lại những quả bom ở hướng lipsey fab lại là uav tấn công xe bọc thép bradley Cuộc chiến này uh, chứng kiến những chiếc uh, UAV tự chế rất là rẻ tiền, thậm chí nó chỉ uh, 1 200 đô thôi. Nhưng mà nó có thể phá hủy cả cái xe bọc thép hoặc xe tăng trị giá triệu đô hoặc chục triệu đô. Đấy là điều không hoa quý vị ạ. Như vậy là nói chung ấy, một cuộc chiến tiêu hao thì uh, thực tế mà nói đúng không ạ, là bên nào có nhiều vũ khí là bên ấy mới ăn được, đúng không ạ? và cái vũ khí của bên nào mà nó rẻ, nó đánh được các vũ khí đắt tiền ấy, thì kết cục nó sẽ nó sẽ thiên về cái bên mà nó có thể scale được, tức là nó cái quy mô kinh tế nó có chịu được nhiệt đúng không? Nhưng bây giờ Ukraine toàn đang bắn à, những quả hima mà toàn triệu đô đúng không? Rồi là những vũ khí gì cũng toàn triệu đô không thôi. Còn phía nga thì toàn dùng hàng gọi là rẻ tiền. Vâng, pháo T-72 của phía Nga. Quý vị nhìn vừa nhìn xem, ăn một quả UAV rồi. Vẫn tiến về phía trước. Con T-72 này nó rất là lì đòn. Rất trâu bò. T-80 thì nó rất khỏe. Đấy. Có dạng là rất gấu đấy. Đấy chưa? UAV liên tiếp bay về hướng cái máy cái xe này. Thế mà nó vẫn khạc lửa về phía Ukraine. Một chiếc xe tăng được sản xuất vài chục năm trước nhưng có vẻ đang phát huy uy lực trên chiến trường đúng không ạ? Đồ Liên Xô đánh ở đất Nga, Ukraine, tức là đất của Liên Xô cũ. Có thể nói là vô đối. Gần đây Nga còn định manh động đưa cái tháp pháo mà có cỡ đạn 155 à 152 lên xe tăng. Đấy, UAV bắn tiếp đấy. Con này nó bị mấy phát UAV mà nó vẫn chạy mà, vẫn bắn. Úi giời, một phát nữa rồi. Rồi chạy còn hơn cả Grab taxi thế này nè Đấy quý vị nhìn xem đằng trước kìa. Bom đạn đốt cháy mù trời. Vẫn chạy. Vâng Có vẻ như là bị đuôi của anh đã bị bốc khói rồi Lại là UAV nữa UAV rơi trước mặt quý vị ạ Không phát nổ <cười> <cười> Như vậy là con xe tăng này Nó đã vượt qua à, Không biết nó, nó tiến hay nó lui Nhưng đại khái là nó bị dính đến 4-5 cái UAV à, Nếu mà cả bị trượt nữa Thì nó phải đến 6-7 đúng không ạ Rất là thú vị vâng tàu chiến của nga lại xuất hiện ở cảng của venezuela rồi như vậy là anh đánh lái vào cảng cuba rồi sau đó lượn vào venezuela không khéo thì lại gọi là cập cảng venezuela với những món đồ nóng đúng không? hôm nay quý vị cũng đã có những thông tin ban đầu về việc là từ trung đông người ta đã nói về việc tổng thống putin đã bật đèn xanh để cung cấp tên lửa chống hạm cho houthi và đây là hình ảnh chúng ta chờ đợi nhất trong ngày hôm nay. Đó là hình ảnh của các nữ binh Belarusia diễu hành. Và có thể nói là trên thế giới này trừ những người đàn ông uh, vàng ten 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 thì mới không thích những người con gái Slaver duyệt binh. Nhất là duyệt binh dưới trời mưa gió. Nga với Trung Quốc cũng có những đội tham gia vào duyệt binh. Rất đẹp, xứng đáng một lần xem lại. <laughs> và chúng ta đặc biệt thích cái cái gương mặt của những người lính nữ Slaver. Họ khi duyệt binh họ cười và rất tự nhiên. Cười tự nhiên chứ không có quá căng thẳng như là Triều Tiên đúng không ạ? Triều Tiên duyệt binh cũng rất hay, nhưng mà có vẻ như là đất nước của họ khắc khổ, cho nên là họ không có được cười nhiều. Vâng, bên bờ sông rapper, câu chuyện bên dòng nước diễn ra hàng ngày. Lại xem vụ uh, tăng áp ram nữa bị phá hủy xem là như nào. kinh chưa quả đạn của nga trông nó lừng lững thế này sáng rực trời xanh vẫn là quả ban nãy rồi vẫn là video ban nãy cắt ngắn đi thôi vâng quý vị thử xem là những người lính hamas đã phá hủy một chiếc xe tăng merkava của israel quá kinh dị Nói chung là Hamas thì bây giờ chưa có UAV nhiều cho nên là vẫn phải sử dụng UAV chạy bằng cơm đúng không ạ? Tức là ship đến tận nơi. <laughs> Pháo nhiệt áp ở khu vực Uzozai ở hướng uh, OLEDA. Vâng. gây rồi thị trấn thì bé tí mà suốt ngày nhiệt áp mới lại bão mặt trời mới lại bom FAB thế này thì còn cái gì là ấm chén nữa pháo Godzilla tự hành của Ukraine bị đốt cháy và có thể nói là cháy rất đẹp lại là lan sét rồi không ạ, tuyệt rồi. Tháng này thì là tháng kỷ lục của Lancet xuất kích bằng video và phá hủy xe cộ của Ukraine. Của phương Tây. Vâng, trông thế mà cháy to phết quý vị ạ. Và chúng ta sẽ cùng kết thúc với video của những đoàn xe tăng Nga đang trên đường đến khu vực Kharkov. Nghe đồn là ở đó hai bên đang dồn binh lực chuẩn bị một trận thư hùng long tranh hổ đấu. Long trời lở đất. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.